Cũng rơi vào mấy tháng rồi, nhưng mà đến giờ phút này mình vẫn chưa bón một chút phân nào. Và mình cũng cắt mấy lần ngọn rồi. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem những cây hoa thực dược. Hiện tại đến lúc này mình vẫn chưa bón một chút phân nào. Từ cái lúc mình đem củ ra mình trồng vào cái luống này. Các bạn đang quan sát đây, đây là những cây hoa thực dược mà mình trồng từ cái lúc mình thu hoạch củ đến bây giờ, là nó cũng rơi vào mấy tháng rồi, nhưng mà đến giờ phút này mình vẫn chưa bón một chút phân nào. Và mình cũng cắt mấy lần ngọn rồi để cho nó mọc ra cái thế hệ mới rồi. Và như lúc này các bạn đang nhìn đây, màu xanh cũng rất là đẹp, toàn bộ cái luống này cũng không thua kém gì đối với cái luống mình đã bón phân. Cái luống hoa thực dược của mình nó cao ráo, mình không để bị mưa nhiều ngày, không để bị nắng nó chiếu trực tiếp, mình che mưa che nắng được và không bị bọ trĩ nó chích hút, thì cái cây hoa thực dược nó sẽ phát triển rất là tốt. Luống này của mình thì mình cũng vừa mới cắt ngọn gần đây thôi, nhưng mà cũng không bón gì đâu các bạn ạ. Mấy hôm nó mát trời thì lại hết phân, không bón được. Bón mấy cái luống màu cam thôi. Mấy cái luống màu cam thì khi mình em bón thì cũng thấy nó phát triển, nhưng mà cây nó phát triển nó cũng chỉ gọi là xanh lên thôi, chứ nói để mà tốt như là mình bón vào cái mùa mát thì không có được tốt như vậy các bạn ạ. Và đây cái luống này thì mình không có bón một chút gì, nhưng mà những cái mầm như các bạn đang quan sát đây nó cũng rất là đẹp, không khác gì cái luống mà mình đã bón phân. Cái luống này thì mình vẫn chần chừ suốt bao ngày nay mình chưa bón phân các bạn. Còn mấy cái luống hôm trước là mình có bón cái phân đạm bu dê đấy, mình kích thích cho nó lên đấy. Mấy cái luống đấy thì mình đã quay mấy cái video trước cho các bạn xem rồi. Còn đây cái luống này mình chưa bón một chút phân nào trong suốt quá trình trồng, trồng từ cái tháng 3 âm lịch đến giờ. Đấy, một số củ bị thối đây này, những cái củ thối như này là bị hỏng các bạn này. Nhưng mà tỷ lệ thối nó chỉ khoảng độ 1% thôi, 10 chùm may mới có chùm bị thối đấy các bạn. Đây, toàn bộ cái khu này của mình thỉnh thoảng mới có một chùm bị thối thôi. Đấy, như các bạn đang quan sát đây, mầm rất là đẹp này các bạn này. Không những đẹp mà lại còn to mập nữa các bạn, hay là giống ngoại gì nó vậy các bạn. Đây, những cái mầm nó rất là to mập này, rất là đẹp này. Mát trời có thể cắt dâm được rồi, rất là đẹp, chứ nó không phải là những cái mầm yếu đâu. Đấy, chứng tỏ là cái cây hoa thực dược này khi mà mùa hè nó nóng thì chúng ta có bón phân cho nó để kích thích cho nó sinh trưởng thì chúng cũng chỉ gọi là phát triển bình thường thôi, không phát triển nhanh được. Như là cái mùa mát chỉ cần một chút xíu phân mình bón vào là sẽ xanh rập trời luôn. Nhìn toàn bộ cái luống của mình này rất là đẹp các bạn, xanh biếc một màu luôn, và những cái mầm này rất là mập này, rất là mập các bạn này. Năm nay vườn nhà mình thì chỉ trồng mấy loại thôi các bạn ạ, ưu tiên trồng là dòng hoa ngoại nhiều hơn là dòng hoa lộ. Hoa lộ thì cũng chỉ trồng ít thôi các bạn ạ, bởi vì cái dòng hoa ngoại nó vẫn bán thích hơn là cái dòng hoa lộ. Dòng hoa lộ thì nó là cái dòng hoa truyền thống rồi và được rất là nhiều nhà vườn trồng. Khi mà mình có trồng thì nói chung là nó không được giá thành như là mình trồng giống ngoại. Giống ngoại hoa to, bông màu sắc bắt mắt, đương nhiên là mình đem vào thị trường thì trước mắt là thu hút nhiều khách hơn, thứ hai là giá thành thì nó sẽ cao hơn so với lại mình trồng những cái dòng hoa cũ bản địa. Mùa hè thì cũng sắp hết rồi, còn đâu đó khoảng độ tuần nữa thôi là sẽ bước sang mùa thu. Năm nay mình cũng muốn trồng một ít hoa sớm để thu hoạch sớm vào cái thời gian khoảng độ tháng 11 âm. Mà tới đây thì không biết là khí hậu nó có mát mẻ không. Nếu nó mát mẻ mình dâm mà tỷ lệ sống nó cao thì mình sẽ có những cây giống mình trồng sớm. Thà mình trồng sớm
mình bán hoa tiêu thụ vào cái thời điểm sớm còn hơn là mình trồng, mình thu hoa vào cái thời điểm muộn. Thời điểm muộn ở đây là thời điểm tháng 2 âm lịch, nếu lúc đó mình còn hoa mình bán thì hoa nó rất là rẻ và bán nó rất là chậm. Khi các bạn có hoa, các bạn bán vào tháng 11 âm, tháng 12 âm, lúc đó thì không có hoa mà bán thôi, bởi vì nó là đầu mùa. Khi mà đầu mùa thì khách người ta chơi hoa rất là nhiều. Chỗ các bạn thì không biết thế nào, chứ chỗ mình thì cứ hết cái tháng riêng là hoa thực dược bán rẻ như cho và rất là chậm, ít có năm mà bán được đắt giá ở cái thời điểm tháng 2 âm lịch. Nên là mình năm nay sẽ chú trọng trồng sớm một lửa và mình sẽ thu hoạch sớm. Và mình sẽ kết thúc cái vụ hoa nó sớm hơn so với mọi năm. Lúc này thì mình cũng đang chăm sóc những cái cây giống này để tới đây nó sẽ cho mình nhiều mầm. Khi cái vườn giống nhà mình có lúc nó bị thiếu giống, đến mùa trồng rồi, đất làm rồi, nhưng mà đi mua giống thì lúc đó nó hơi bị khó các bạn. Bởi vì các nhà vườn hầu như là người ta để người ta trồng, người ta trồng người ta thu hoạch hoa, sau khi người ta trồng xong cái diện tích của người ta thì người ta mới lại cung cấp cho mình. Nên là năm nay thì mình sẽ chủ động. Cái vườn giống nhà mình năm nay thì thoải mái trồng các bạn, không lo thiếu giống như là mọi năm. Năm nay thì mình cũng chỉ trồng mấy màu thôi, không có trồng nhiều các bạn. Mình không trồng đa sắc màu như mọi năm. Mấy năm nay thì mình chỉ đi sâu vào vài màu thôi các bạn. Hầu như là cái giống truyền thống là mình đã loại bỏ đi gần hết rồi. Những cái màu như đỏ cờ, màu cánh sen, trắng, vàng là mình đã bỏ đi coi như là gần hết rồi. Mình chỉ chú trọng vào những cái màu đẹp và những cái giống ngoại hiện tại ở vườn mình đang có rồi. Bởi vì cái giống ngoại nó sẽ lạ mắt, nó sẽ cho những cái bông hoa màu sắc đẹp hơn, đường kính hoa to hơn, và cái cây của nó cứng cáp hơn, khi mình vận chuyển thì nó cũng ít bị dập nát hơn. Và đặc biệt là trên thị trường nó có rất là ít, nó không có nhiều, không phổ thông như là cái dòng hoa mà truyền thống, hoa bản địa đã trồng nhiều năm. Đấy, toàn bộ những cái chỗ này của mình lúc này là những cái mầm đang lên rất là đẹp. Thời tiết lúc này cũng rất là nóng. Hôm nay thời tiết ngoài Bắc là 36 độ các bạn ạ. Lúc này trời mới dịu mát được một chút. Chỗ mình thì chưa có mưa các bạn ạ. Đấy, dự báo thời tiết nói là miền Bắc mưa to lắm, mưa nhiều ngày lắm, nhưng chỗ mình thì chưa có mưa, vẫn nắng rất là oi. Và những cái cây hoa này của mình cũng đã được phun phòng trị cái con bọ trĩ cách đây khoảng độ 2 ngày rồi. Bởi vì khi mà mình thấy cái dự báo thời tiết báo mưa, mưa dài ngày là thường mình sẽ phải phun xịt và cho những cái cây hoa, để cho những cây hoa này khi mà những ngày mưa mà mình không phun xịt được thì nó đã có cái thuốc mình đã xịt vào cái cây của nó rồi. Chứ lúc mà mưa là con bọ trĩ nó xâm nhập cũng rất là nhanh đấy các bạn ạ. Nếu mà mưa mấy ngày mình không phun xịt ấy, nhiều khi mình ra mình nhìn là con bọ trĩ nó đã làm cho thui hết ngọn rồi. Nếu mà mình phòng trị được sớm trước những cái đợt mưa dài ngày thì là cái cây hoa thực dược của mình nó sẽ không bị bọ trĩ nữa các bạn ạ. Thời gian này thì của mình không để cho bọ trĩ nó xâm nhập vào những cái ngọn này nữa các bạn ạ. Lúc trước thì có thể mình lơ là, mình để nó xâm nhập vào những cái ngọn này, nó chích hút những cái ngọn này làm quăn queo. Chứ bây giờ thì cái thời điểm này là cái thời điểm rất cần để cho cái cây hoa thực dược nó phát triển cái ngọn lên, để nó tạo ra cái bộ tán rộng hơn, thì mình phải chăm chú và phòng trị bệnh, phòng trị sâu hại, côn trùng hại cho cái cây hoa thực dược lúc này. Đấy. Bởi vì thời gian nó cũng chả còn bao nhiêu nữa các bạn ạ. Đấy, loanh quanh thì lại đến vụ trồng hoa thực dược đến nơi rồi. Đấy, vụ trồng sớm thì nó cũng chỉ còn đâu đó khoảng độ 20 ngày nữa thôi. Tức là tầm rằm tháng 7 trở đi thì nếu mình có cây giống là mình có thể trồng được rồi. Hoặc là đầu tháng 7 này mình cũng có thể trồng được rồi. Nhưng mà quan trọng là cái đất của bạn nó phải cao ráo và thoát nước tốt. Hai nữa là mình che mưa che nắng được thì có thể trồng sớm được. Mình trồng sớm được thì mình sẽ thu hoạch được sớm.
mình có thể thu hoạch vào giữa cái tháng 11 âm. Đấy, lúc đó thị trường hoa thuộc dược nó chưa có thì mình tiêu thụ nó rất là dễ, và cái giá thành nhiều khi là nó được giá. Hai nữa là mình làm ra bao nhiêu thì cái giá nó vẫn ổn định, chứ nó không bị tụt giá như là mình trồng vào cái thời điểm muộn. Khi mà đã muộn qua Tết rồi thì cái giá thành nó tụt theo từng ngày. Bán lẻ thì mình không nói, nhưng bán chợ đầu mối thì cái giá cả khi mà chợ nó chậm, người dân người ta dùng hoa thực dược nhiều ngày rồi, người ta chuyển sang chơi hoa khác rồi, thì lúc đó là giá cả nó sẽ tụt theo từng ngày. Nên là năm nay mình sẽ chú trọng, mình sẽ trồng sớm khoảng độ một nửa diện tích, và một nửa mình sẽ trồng vào cái dịp Tết và sau Tết là mình sẽ bế mạc các bạn, làm sao cứ kết thúc vào đến cuối tháng riêng là mình phải bế mạc. Lúc đó là mình nghỉ ngơi, chăm sóc củ giống và lại trồng trọt, giữ giống. Như thế là ok nhất. Nhưng còn cứ lai dài mãi đến tháng 2, tháng 3 rồi vẫn cứ có hoa, thu hoạch hoa, lúc đó tiêu thụ chậm lắm các bạn. Đấy là cái thị trường ở chỗ mình. Còn chỗ các bạn thì mình không biết. Đấy, ngoài mình thì hoa được dược miền Bắc thường là tiêu thụ mạnh nhất vào cái thời gian từ tháng 11 âm cho đến hết tháng riêng. Sang tháng 2 thì bán rất là chậm, lúc đó hoa nó xấu rồi. Đến lúc đó nó ấm áp rồi, nó kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn, bông hoa nó sẽ nhợt nhạt và nó sẽ bị biến dạng. Màu sắc nó không còn như là ở cái thời điểm tháng riêng. Tháng riêng là cái tháng mà hoa nó vẫn còn rất là đẹp. Nhìn sang tháng 2 trở đi, cái lạnh nó ít dần, mưa nhỏ, mưa phùn, lồm ẩm, cái bông hoa được dược nó sẽ nhợt nhạt. Lúc đó là sâu ăn cánh hoa nó cũng xuất hiện, nên là bông hoa nó sẽ rất là xấu. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.